Vâng, chào các con, đến với chương trình học tiếng Anh lớp 7. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Unit 13, Activities. Bài số 13, những hoạt động. Section A, Sports. Phần A, những môn thể thao, trang 129 đến trang 133, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7. Content. Phần nội dung bài học hôm nay gồm có 3 phần. Vocabulary. Từ vựng. Grammar. Ngữ pháp. Exercises. Bài tập. Bây giờ, chúng ta sẽ quan sát các bức tranh. Chủ điểm bài học hôm nay sẽ xoay quanh nội dung Sport Activity. Những hoạt động thể thao. Vocabulary. Chúng ta đến với phần thứ nhất, từ vựng. Sports, nouns. Danh từ chỉ tên các môn thể thao. Skateboarding. Chúng ta quan sát tranh. Trượt ván. Roller skating. Chúng ta quan sát tranh. Trượt ba tanh hay còn gọi là trượt ba tin. Chúng ta quan sát đôi giày có bánh xe nằm ở bốn góc. Rollerblading. Trượt ba tanh. Chúng ta quan sát đôi giày có bánh xe nằm dọc. Baseball. Basketball. Bóng chày. Bóng rổ. Football. Bóng đá. Volleyball. Bóng chuyền. Tennis. Môn quần vợt. Badminton. Môn cầu lông. Swimming. Và cuối cùng là môn bơi lội. Tiếp theo là những danh từ có trong bài. Competition. Cuộc thi. Participant. Người tham dự. Lifeguard. Người cứu hộ. Cyclist. Người đi xe đạp. Ability. Khả năng. Program. Chương trình. Aim. Mục tiêu. Safety. Sự an toàn. Tiếp theo là những động từ và những tính từ có trong bài. Volunteer. Xung phong. Enjoy. Yêu thích. Cycle. Đạp xe. Skillful. Điêu luyện. Inexpensive. Không tốn kém. Strict. Nghiêm khắc. Chúng ta bước sang phần số 2. 2. Grammar. Adverbs of manners. Trạng từ chỉ cách thức. He is a skillful volleyball player. He plays volleyball skillfully. Chúng ta quan sát cặp câu. Chúng ta có cặp từ sau đây. Skillful. Skillfully. Chúng ta quan sát cặp câu thứ hai. She is a slow swimmer. She swims slowly. Chúng ta có cặp từ. Slow. Slowly. Chúng ta quan sát cặp câu thứ ba.
She is a bad tennis player. She plays tennis badly. Chúng ta có cặp từ bad, badly. Như vậy, careful sẽ có carefully. Safe, safely. Những từ nằm bên cột bên trái sẽ là adjective, tính từ, và những từ nằm cột bên phải sẽ là adverbs, trạng từ. Như vậy, khi muốn thành lập một trạng từ chỉ cách thức, chúng ta có công thức sau đây. Adjectives plusly equals greater than adverbs of manners. Tính từ, chúng ta thêm ly, sẽ có một trạng từ chỉ cách thức. Chúng ta quan sát cặp câu tiếp theo. He is a good soccer player. He plays soccer well. Chúng ta có cặp từ good, well. Cặp từ này không theo quy tắc thêm ly. Như vậy, đây là những trường hợp đặc biệt, special case. Những trường hợp đặc biệt gồm có good, well, fast, fast, late, late, hard, hard, early, early. Do những từ này không theo quy tắc nên chúng ta phải học thuộc lòng. Model sentence. Phần ngữ pháp tiếp theo sẽ là câu mẫu. Chúng ta quan sát tranh. A runner. Chúng ta quan sát hai câu mẫu sau đây. She is a quick runner. She runs quickly. Chúng ta quan sát câu thứ nhất. Runner là một danh từ. Quick là một tính từ. Tính từ quick đứng trước danh từ runner để bổ nghĩa cho danh từ đó. Chúng ta quan sát câu thứ hai. Runs là một động từ. Quickly là một trạng từ. Trạng từ quickly bổ nghĩa cho động từ runs. Như vậy, từ hai ví dụ trên, chúng ta có suy luận. Tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Và câu thứ hai, trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ đứng gần nó. Qua hai ví dụ, cô có công thức chung sau đây. Đối với câu thứ nhất, form, subject plus to be plus, a slash an, plus adjective plus noun. Chủ từ cộng to be cộng a hoặc an cộng tính từ cộng danh từ. Đối với câu thứ hai, cô có công thức sau đây. Subject plus verb, s slash s, plus adverb. Chủ từ cộng động từ hoặc động từ thêm s hoặc is cộng trạng từ. Chúng ta sẽ làm bài tập này trong phần transformation, chuyển đổi câu. Phần tiếp theo của bài học sẽ là exercises. Choose the correct form adjective or adverb. Bài tập. Chọn từ đúng cho những câu sau đây. Chọn tính từ hoặc trạng từ. Chúng ta quan sát 5 câu bài tập và làm bài tập này nhé. Đáp án câu thứ nhất. This exercise is easy. Đáp án câu thứ hai. I am a slow swimmer. Đáp án câu thứ ba. Peter drives the car carefully. Đáp án câu thứ tư. They are good soccer players. Đáp án câu thứ năm. Mr. John works very hard. Bài tập tiếp theo. Write the second sentences using the adverbs or adjectives.
Viết lại câu thứ hai, sử dụng trạng từ hoặc tính từ thích hợp. They are hard workers. He is a slow cyclist. He swims fast. She runs quickly. Đáp án câu thứ nhất. They work hard. Đáp án câu thứ hai. He cycles slowly. Đáp án câu thứ ba. He is a fast swimmer. Đáp án câu thứ tư. She is a quick runner. Phần cuối cùng của bài học, dặn dò. Learn by heart, vocabulary. Learn the use of adjectives and adverbs of manner. Ở nhà, các con học thuộc lòng từ vựng, học cách sử dụng của tính từ và trạng từ chỉ cách thức. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các con. Goodbye.